Đây là tập 2 của series video mà tôi đọc nguyên văn các SCP cổ điển và tương đối thú vị trên wiki SCP, nhưng lại có thời lượng quá ngắn cho một video. Tôi sẽ dành phần thời gian rảnh còn lại để hoàn thành SCP-001, vòng lập Alboros, và một video nữa là về đế chế David. Trong lúc đó, mong rằng các bạn sẽ thích video này. SCP-048 số hiệu SCP bị nguyên rủa phân loại không có quy trình quản thúc đặc biệt việc chỉ định mã vật thể SCP-048 đã được gỡ bỏ khỏi danh mục SCP không một SCP nào trong tương lai được chỉ định mã này mô tả SCP-048 từ lâu đã được coi là một mã SCP bị nguyên rủa bởi nhân viên SCP bất kỳ vật phẩm nào được chỉ định mã vật thể này đều có thể bị phá hủy ngăn chặn thất bại bị đánh cắp hoặc nếu không thì cũng bị mất tích từ tay của tổ chức thường không phải là do lỗi của bất kỳ cá nhân nào ngoài ra nhân viên được giao phụ trách SCP-048 và các hiện thân của nó có tỷ lệ thuyên chuyển cao hơn bình thường 50% do tử vong phân bổ hoặc do bị kỷ luật cho dù có hay không Việc mã số 048 thực sự có bất kỳ phẩm chất siêu nhiên nào chưa được xác định. Nhưng với sự mê tín dị đoan xung quanh con số này, việc chỉ định mã vật thể này đã bị xóa khỏi danh mục để giúp duy trì tinh thần của các nhân viên. Phụ lục 1 Chuyện này thật vớ vẩn. Tôi sẽ chứng minh cho lũ khốn mê tín dị đoan các người thấy rằng cả đám các người chỉ là lũ nhát chết. Lệnh hạn chế đối với SCP-048 hiện đã được dỡ bỏ và chỉ định cho một đối tượng khác. Ký tên, Tiến sĩ Cortex. Phụ lục 2, SCP-048 vừa mới được định danh đã bị ném vào sọt rác sáng nay do bị nhầm lẫn và hoàn toàn biến mất. Trong một sự kiện không liên quan, hai tay của tiến sĩ Cortex đã hoàn toàn bị đứt lệ trong một vụ tai nạn khủng khiếp với chiếc máy xay trong phòng ăn trưa. SCP-048 giờ sẽ được đóng lại. Ký tên u 51 Phụ lục 3 SCP-048 một lần nữa đã bị loại bỏ khỏi cơ sở lưu trữ sau khi sự việc trở nên hiển nhiên rằng không có bất kỳ tàu ma cà rồng nào như vậy từng tồn tại. Chứ chưa nói đến việc nó nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức. Hiện tại, sự việc được tin rằng lỗi này xảy ra khi một nhà nghiên cứu cấp thấp cố gắng lưu ý tưởng câu chuyện tuyệt vời của mình vào ổ cứng của anh ta và thay vào đó ghi đè lên vùng trống dành riêng cho SCP-048. Nhà nghiên cứu được nói đến này đã bị loại bỏ khỏi bất kỳ và tất cả nhiệm vụ lưu trữ trong thời gian này ký tên U51. Đây là kết thúc cho tài liệu SCP-048. SCP-5031 lại một con quái vật giết chốc khác. Phân loại Cater Quy trình quản thúc đặc biệt Vật thể cần được quản thúc trong một buồng sắc kính khí ở điểm sinh học số 59 buồn chứa cần được kiểm tra hỏng hóc hai lần mỗi tuần. Ngoài ra, không cần thêm tương tác nào khác. Mô tả SCP-5031 là một sinh vật nửa dạng người, không có trí khôn và không rõ nguồn gốc. 5031 sẽ tạm thời biến mất khi bị quan sát trực tiếp. Các dấu vết về sự tồn tại của nó, ví dụ như là vết móng và vết máu sẽ không bị ảnh hưởng. Thiết bị ghi hình không thể ghi lại vẻ ngoài của SCP-5031. Tuy nhiên, quan sát bóng của nó sẽ không làm cho nó biến mất. Do đó, có thể suy ra được một số chi tiết từ cơ thể của nó. Một cái đầu nhỏ bất thường và không có cổ, ba cánh tay mỗi bên, thân trên dài sấp xỉ 1,9 mét. Từ phần khung xương chậu trở xuống, chỉ có một cái đuôi sắc nhọn, lơ lửng cách mặt đất 0,5 mét. Mặc dù SCP-5031 không có nhu cầu dinh dưỡng, nó sẽ săn, và tiêu thụ bất kỳ con người hoặc con vật nào mà nó gặp phải, sử dụng chiếc đuôi để hạ gục con mồi, 5031 không ngủ và không biểu lộ cảm xúc và không có khả năng nói. Phụ lục: vào ngày 14 tháng 2 năm 2018, tiến sĩ cấp cao Stanley Huxtable được giao quyền phụ trách SCP-5031. Dưới đây là liên lạc giữa tiến sĩ Huxtable và giám đốc điểm Joseph Mossofie để làm rõ về quy trình nghiên cứu. Bản ghi thứ nhất của SCP-5031 Ấn tượng ban đầu Tôi không biết ai đã viết cái này, nhưng có điều mà tôi cần nói với họ đây. Tôi không hâm mộ cái cách làm là bỏ rơi một sinh vật sống trong một cái buồng kim loại suốt 10 năm liền, kể cả nó có bị ẩn đến như nào đi chăng nữa. Thật khó chấp nhận được là những phương pháp như này được coi là tiêu chuẩn trong cả thập kỷ trước. Ông đã nghe một thứ gì đó gào thét đằng sau lớp thép dày hàng giờ liền chưa? Khi tôi viết lại bài này, nhớ nhắc tôi thêm là khả năng không bị khản giọng được thêm vào một mô tả của nó đó. Ông có thể nhờ máy tay thờ ảnh sai cái buồn và trang bị thêm một lỗ quan sát và một cái hành lang an toàn không? Tôi muốn làm vài thử nghiệm mà cần cho SCP-501 tương tác với những kích thích bên ngoài. 8 tháng 3 năm 2018 Tóm tắt thử nghiệm 1 Âm thanh Loa được trang bị trong hành lang an toàn và bật các album nhạc nền và nhạc đương đại. Hành vi gào thét của SCP-5001 là một cách thuận lợi để đo độ căng thẳng của nó, với mức 100% là gào thét bình thường, đo trong 48 tiếng và 0% là không hề có tiếng gào thét. Thử nghiệm được tiến hành như sau: loại nhạc, âm thanh rừng rậm buổi sáng, mức độ căng thẳng 43%; âm thanh bãi biển 48% âm thanh hang động 62%, tuyển tập nhạc Mozart 13%, tuyển tập nhạc Enya 18%, tuyển tập nhạc Benford 6%, tuyển tập nhạc Zetro 2 59%, tuyển tập nhạc Kiss 23%. Ghi chú, độ hiệu quả của việc sử dụng âm nhạc để giảm áp lực bắt đầu giảm dần theo thời gian. Tôi sẽ sắp xếp một danh sách các bài nhạc ưa thích của năm 2031 để trộn lên cho nó nghe. Độ căng thẳng dao động trong khoảng từ 15 đến 25%. Các giới hạn cũng đã được chỉnh sửa. Thử nghiệm vòng 2. Chơi đùa. Tấm tắt. Thử nghiệm ném bóng mềm và buồn. Kết quả 5031 chặt đôi quả bóng. Thử nghiệm ném bóng rổ và buồn. Kết quả 5031 chặt mở quả bóng. Thử nghiệm lăn bóng bowling và buồn. 5031 cào xước quả bóng, rồi dùng phần đuôi để lăn quả bóng quanh buồn trong vòng 20 phút. Độ căng thẳng thấp hơn 60% sau khi chơi. Thử nghiệm, lăn thêm một quả bóng bowling nữa vào buồn. 5031 dùng thân dưới để lăn hai quả bóng vào nhau. Độ căng thẳng thấp hơn 40% sau khi chơi. Quả bóng bowling bị sức và không thể lăn như bình thường được nữa. Điều này không nằm trong kế hoạch. Kết quả là độ căng thẳng vượt lên 115% một quả bóng thay thế đã được cung cấp, độ căng thẳng đã giảm về 40%. Thử nghiệm sau đó đã ném một quả bóng rổ vào buồn. Năm 2001, nhặt bóng lên và chơi với nó, độ căng thẳng về 20% sau khi chơi. Ghi chú, scp 5011 bắt đầu sử dụng tay để chơi với quả bóng rổ, có thể để tránh vô tình làm hỏng nó, khả năng vận động tương đương như một đứa trẻ. Năm 2001 vẫn thích sử dụng bóng bowling để đá hơn Thử nghiệm vùng 3: Thức ăn. Tóm tắt. Năm 031 được lựa chọn hai món thức ăn đặt ở hai đầu bụng chứa. Thức ăn được đưa vào xác người hoặc xác lợn. Lựa chọn: Xác lợn. Xác lợn hoặc sát gà. Lựa chọn: Xác lợn. Xác lợn hoặc gà nướng. Lựa chọn: Gà nướng. sát gà hoặc gà nướng. Lựa chọn gà nướng, gà sống hoặc gà nướng. Lựa chọn gà nướng, gà tây nướng hoặc gà nướng. Không lựa chọn, có lẽ là đã thỏa mãn. Ghi chú, mặc dù năm 031 đúng là không cần phải ăn, nhưng việc cho nó ăn thường xuyên đã cho thấy giảm căng thẳng đáng kể, độ giảm tỷ lệ thuận với chất lượng đồ ăn cũng đáng lưu ý là 501 đã sử dụng phần đuôi để cắt thịt thành các miếng ăn được, thay vì là dùng tay hoặc là răng để xé thịt. Thử nghiệm vòng 4 Tương tác Tóm tắt 501 sẽ được cho ăn đến khi no, rồi một con gà sống sẽ được đưa vào buồn. Kết quả, một quan sát con gà từ xa trong vài phút, rồi lăn một quả bóng bowling đến đối tượng với tốc độ cao. Con gà chết ngay lập tức. Mức độ căng thẳng của một tăng nhanh chóng. Thử nghiệm 2, bóng mô liên được lấy ra khỏi buồn, 501 được cho ăn đến khi no, một con gà sống khác được đưa vào buồn. 501 đẩy nhẹ con bóng rổ đến phía con gà, bóng chạm nhẹ vào đối tượng, con gà kêu lên và di chuyển ra xa. 501 không tương tác gì thêm. Thử nghiệm 3, 501 được cho ăn cho đến khi no, một nhân sự cấp đê được bịt mắt và đưa vào buồn ngoại thúc anh ta được hướng dẫn ngồi xuống và lăn quả bóng về phía trước, chờ nó quay lại, rồi lặp lại. Đối tượng và SCP-501 lăn quả bóng tới lui trong vài phút. Nó ngừng hoạt động này và tiếp cận nhân viên cấp D. Theo thủ tục an toàn, đối tượng bỏ bịt mắt để ngừng thử nghiệm. Thử nghiệm 4 Năm được cho ăn cho tới khi no, một nhân sự cấp đê được bịt mắt và đưa vào buồn. Anh ta được hướng dẫn ném một quả bóng tennis vào tường để cho nó nảy lại và bắt lấy nó. SCP-5031 đứng sau đối tượng và thành công chơi trò ném bóng, bắt trước việc để cho bóng nảy vào tường. Ghi chú, khả năng vận động của SCP-5031 đang phát triển đáng kể. Thử nghiệm vùng 5 Ký hiệu Lời nói đầu năm màn hình LCD được lắp vào tường trong buồng của SCP-5031 mỗi màn hình có một nút phát sáng và một máy cấp thức ăn ở ngay bên dưới. Thử nghiệm 1, hai màn hình được khởi động. Màn hình thứ nhất hiện hình của một hòn đá. Nút của nó sẽ cung cấp đá. Ở màn hình thứ hai là hình của một con gà nướng. Nút của nó cung cấp các miếng gà nướng. Kết quả, 5031 chọc hình gà nướng một lúc. Cuối cùng chạm vào cái nút. Gà đưa được cung cấp cho đến khi 5031 thỏa mãn. Thử nghiệm 2, vị trí của hai màn hình và đầu vật được đổi cho nhau. Kết quả, 5031 bấm nút cũ và nhận được một hòn đá. Nó đi tới màn hình còn lại và nhấn nút để nhận gà. Thử nghiệm 3, vị trí được đổi lại như cũ và được cài đặt để đổ qua lại ngẫu nhiên. Kết quả, 5031 đi tới nút cạnh màn hình của hình gà. Nó gặp bối rối khi màn hình đổi lần đầu tiên, nhưng nhanh chóng học được cách quan sát hình ảnh. Thử nghiệm 4, 3 hệ thống, bao gồm màn hình, nút và máy cung cấp đã được kích hoạt. Bốn trong số đó sẽ hiện chữ đá và màn hình còn lại hiện chữ gà. Trình tự được cài đặt đảo vị trí vài lần ngẫu nhiên. Kết quả, sau vài lần thử nghiệm, 5031 đã xác định được hệ thống nào cung cấp gà. Nó sau đó sẽ luôn đi đến hệ thống có chữ gà khi vị trí bị xáo trộn. Thử nghiệm năm chỉ có một hệ thống được bật, màn hình hiện chữ gà nướng. Bảy khối gỗ được đặt trước hệ thống Mỗi khối gỗ có một chữ cái trong cụm từ gà nướng. Nút bấm không được phát sáng cho đến khi khối gỗ được sắp xếp đúng trên tự. Kết quả, 5031 thể hiện sự bực bội, nhấn nút liên tục và đập đuôi của nó vào tường. Thử nghiệm xấu. Tương tự như thử nghiệm năm, nhưng chữ gà nướng trên màn hình được ghép lên hình ảnh và các khối gỗ. Kết quả, sau 12 phút, 5031 ghép thành công chữ gà nướng. Vậy là nó có thể học được ngôn ngữ đó Joseph Thử nghiệm vòng xấu Vốn từ Năm không đã biết sử dụng các khối chữ để ghép những từ như sau Gà nướng Gà tây Thịt lợn Đậu phụ Thịt bò Bánh mì Thêm muối Thêm tiêu Thêm chính Âm nhạc Bao gồm có Mozart Enya Benfold Rừng Biển Tiếng nhiễu trắng Thêm âm lượng Giả âm lượng Im lặng hoạt động, bóng rổ, bóng bowling, bóng tennis, mèo, chó, người, Robert. Một Robert có thể đề cập đến nhân viên cấp dưới Stanley, một mình. Qua việc tăng tự vựng và tương tác với người, năm 2001 đã đạt được những thứ như sau là thể hiện món ăn ưa thích và cách kết hợp món ăn ưa thích, hát, dù là không rõ tiếng, học tung hứng, tung hứng sáu tay là một thứ đáng để xem đó thử nghiệm vòng 7, hoạt động. Bàn, giấy và bút sáp được đưa vào buồn. Nhân viên cấp đê mã hiệu 52125 được chỉ dẫn hướng dẫn 5031 vẽ. Kết quả, 5031 học được cách vẽ. Các đối tượng được vẽ bao gồm nhân viên cấp D mã hiệu 52125, bản thân SCP-5031, một con mèo, một con gà nướng, và tôi. Thử nghiệm 2, đàn piano được đưa vào buồn. Nhân viên cấp đây được yêu cầu chơi bản chopstick bịt mắt và mời scp 5031 chơi cùng. Đối tượng đã được luyện tập trước. Kết quả, 501 học được bản chopstick trong vòng 2 ngày, nhưng nó có vẻ thích thú hơn với việc tự viết nhạc. Kèm cả lời, các bản nhạc này so với tiêu chuẩn con người thì còn khá thô. Thử nghiệm 3, các loại gia vị được đưa vào buồn. Nhân viên cấp D được chỉ dẫn biểu diễn cách nêm gia vị và thịt cho SCP-5001 xem. Kết quả, 5001 dành gần 3 ngày liên tục để thử nghiệm các món ăn và gia vị. Nó ghép các chữ thêm, thêm, thêm khi hết một tỏi. SCP-5001 chỉ tham gia vẽ và âm nhạc khi có nhân viên cấp đê, nhưng vẫn tiếp tục thử nghiệm món ăn khi ở một mình. Thử nghiệm vòng 8 Nấu ăn Các dụng cụ nhà bếp được đưa vào buồng. Nhân viên cấp đây được yêu cầu hướng dẫn cho năm 031 cách làm các món ăn. Các công thức nó đã học được như sau. Quesadilla, taco, bánh hamburger, cơm rang, thịt bò mông cổ, Cariga, gà, bánh quy rắc sô-cô-la, bánh sốt với kem bơ, kẹo caramel, súp ngao, bít tết, bánh macaron, gà adobo, cá hồi hung khói, bánh su kem. Tôi cũng muốn lưu ý rằng SCP-9001 giờ đây đã nấu ăn giỏi hơn một người bình thường và bắt đầu chế biến ra cái công thức riêng của nó. Nhân viên cấp đây để tình nguyện làm người nếm. Cập nhật ngày 30 tháng 6, scp 5031 đã nói từ đầu tiên, "muối". Chúng tôi vô cùng tự hào. Thử nghiệm cuối cùng. Tóm tắt: SCP-9001 được cho hai tháng để làm một bữa ăn ba món để phục vụ cho nhân sự vào dịp lễ tạ ơn. Các món ăn nó chuẩn bị là khai vị, canh miso khoai lang và nghệ. Món chính, đùi vịt nấu mỡ, phủ kem rượu táo và mứt Việt quốc, ăn kèm với mì noxi bí ngô, đặt trên cải xoăn và được nêm muối nắm cục. Tráng miệng, một lát bánh cassava, phủ kem vani kiểu Pháp và siro phong. SCP-5031 cũng cho ra mắt bản nhạc tự viết concerto piano cho sáu tay biểu diễn trực tiếp từ trong buồng quản thúc. Nhận xét của nhân sự vô cùng tích cực. Độ căng thẳng của SCP-5031 đạt mức 0%. Thử nghiệm kết thúc thành công. Tài bản quy trình quản thúc đã được nộp để xem xét. Đây là kết thúc cho tài liệu SCP-5031. SCP-035 Mặt nạ chiếm hữu phân loại. Keter Quy trình quản thúc đặc biệt SCP-035 sẽ được giữ trong một hộp kính bề dày không dưới 10cm. Chiếc hộp này sẽ luôn được chứa trong một bùn quản thúc có lớp vỏ bọc lần lượt là sắt, thép và chì. Cửa ra vào phải luôn được khóa ba lớp, ngoại trừ lúc cho nhân viên ra vào. Bên ngoài sẽ luôn được canh phòng mỗi lúc với không dưới hai lính gác của vũ trang. Các lính gác phải luôn ở bên ngoài, và không được phép vào trong buồng quản thúc ở mọi trường hợp. Một nhà tâm lý học phải ở lại trong khu vực vào mọi lúc. Nhân viên nghiên cứu bị nghiêm cấm chạm vào SCP-035. Mỗi hai tuần, nó phải được chuyển sang một chiếc hộp mới. Bất kỳ ai tiếp xúc với 035 khi nó đang chiếm hữu một đối tượng sẽ được đánh giá tâm lý ngay lập tức. Mô tả SCP-035 là một chiếc mặt nạ cười bằng sứ màu trắng. Mặc dù, đôi khi nó sẽ chuyển sang khuôn mặt đau khổ trong những sự kiện này, tất cả các hồ sơ đang tồn tại, chẳng hạn như hình ảnh, đoạn phim video, ngay cả hình ảnh minh họa của SCP-035 sẽ tự động thay đổi để tái hiện lại vẻ bề ngoài mới của nó. Một loại chất nhớt có tính ăn mòn cao và gây thái hóa sẽ liên tục rỉ ra từ cái hốc mắt và miệng của 035. Bất kỳ thứ gì tiếp xúc với chất này sẽ từ từ phân rã trong một khoảng thời gian, tùy thuộc vào chất liệu, cho đến khi nó bị phân hủy hoàn toàn thành một vũng chất đồng dạng với loại chất thải. Thủy tinh có vẻ như là loại vật chất phản ứng chậm nhất, vì thế đã được lựa chọn làm vật chứa của SCP-035. Các sinh vật sống tiếp xúc với chất này cũng có phản ứng theo cách tương tự. Vết thương sẽ không có khả năng phục hồi. Nguồn gốc của chất lỏng này hiện vẫn không được làm rõ, vì chất lỏng này chỉ có thể được nhìn thấy từ phía trước và không thể được nhìn thấy khi nhìn từ phía bên kia. Các đối tượng trong khoảng cách với 035 từ khoảng một m rưỡi đến 2m hoặc nhìn thấy nó sẽ bị thôi thúc một cách mạnh mẽ về việc đeo nó. Khi 035 được đặt trên khuôn mặt của một đối tượng, một mô hình sóng não thay thế từ 035 sẽ ghi đè lên đầu của chủ thể, có hiệu lực là loại bỏ bộ não ra và làm cho đối tượng bị chết não. Đối tượng sau đó sẽ tuyên bố rằng mình chính là SCP-035 các cơ quan nội tạng của đối tượng bị chiếm hữu sẽ phân rã với tốc độ tăng cao, cuối cùng là trở nên khô gấp lại như xác ướp. Tuy nhiên, nó đã chứng minh khả năng duy trì việc kiểm soát một cơ thể đã trải qua tổn thương cấu trúc nghiêm trọng, ngay cả khi cơ thể được phân rã đến mức độ không thể cử động được nữa. Những đặc tính này không có bất kỳ hướng nào khi chiếc mặt nạ được đặt trên khuôn mặt của một sinh vật không phải con người. Các cuộc trò chuyện với SCP-035 đã cung cấp rất nhiều thông tin các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những điều khác nhau về các SCP khác và về lịch sử của con người nói chung. Khi chiếc mặt nạ tuyên bố là đã có mặt ở nhiều sự kiện quan trọng, nó tái hiện một cách rất thông minh và có sức lôi cuốn, tỏ ra nhã nhặn và làm hài lòng tất cả những người nói chuyện với mình. SCP-035 đã ghi nhận điểm cao hơn 99% trong tất cả các bài kiểm tra trí thông minh và năng khiếu được chỉ thị cho nó và dường như có đặc điểm của một người sở hữu trí nhớ thấu niệm. Tuy nhiên, phân tích tâm lý để phát hiện ra rằng SCP-035 có bản chất thao túng, có khả năng thúc đẩy và thay đổi trạng thái tâm lý của người phỏng vấn một cách đột ngột. Nó đã được chứng minh là rất tàn bạo, khiến một số người tự tử và biến những người khác thành đám đầy tớ vô thức chỉ bằng việc thuyết phục của bản thân nó. SCP-035 đã tuyên bố rằng nó có kiến thức sâu rộng về tâm trí của con người và nó có thể thay đổi quan điểm của bất kỳ ai nếu cho nó đủ thời gian. Bổ sung, SCP-035 đã được tìm thấy trong một hầm mộ bịch kính trong một căn nhà bỏ hoang ở Venice, nước Ý vào năm 1800. Phụ lục 1 035 gần đây đã được phát hiện có thể chiếm hữu bất kỳ thứ gì có hình dạng giống như con người, bao gồm cả hình nộm, xác chết hay thậm chí là một bức tượng. Nó có thể khiến tất cả hoạt động, nhưng không nhất thiết cần một chủ thể còn sống. Tuy nhiên, bất kỳ thứ gì nó chiếm hữu chắc chắn sẽ phân rã đến mức không còn cử động được. Chiếc mặt nạ đã cố tự tạo lối thoát cho mình, thuyết phục một số nhân viên nghiên cứu nhằm giúp nó được thả tự do. Việc đó đã thất bại, tất cả các nhân viên đã tiếp xúc với ba năm đều đã bị thanh trừng. Và việc đánh giá tâm lý bắt buộc đã được thực hiện cho tất cả nhân viên đã trò chuyện với 035. năm. Chiếc mặt nạ đã xác định rằng nó có khả năng thần giao cách cảm, bất kể nó có chiếm hữu một đối tượng hay không. Thậm chí, thâm nhập được vào tiềm thức của những người khác và vận dụng những kiến thức mà nó tìm được để tạo ra lợi thế cho nó. Khuyến cáo hết sức cẩn thận khi lựa chọn đối tượng trò chuyện với luật 4, SCP 035. Phụ lục 4. SCP-035 đã bày tỏ sự quan tâm đến các SCP khác, chú ý nhiều nhất là đến SCP-4715 và SCP-682. Nếu để 035 tiếp cận với một trong hai SCP đó, khả năng hồi phục của chúng sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng hoại suy của 035 và nó sẽ có được một thể xác vĩnh viễn. Sau nhiều lần vật thể cố gắng trốn thoát và sau khi xem xét hồ sơ về việc SCP-035, chỉ huy cấp cao đã ra lệnh rằng nó sẽ bị biệt giam vĩnh viễn và bị cấm tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào. Một số nhân viên đã phản đối, với một số thậm chí xảy ra sâu sát. Điều này được coi như là một hệ quả trực tiếp của việc tiếp xúc với SCP-035. Tất cả các nhân viên này đã bị xử tử. Trong tương lai, tất cả nhân viên phụ trách chiếc mặt nạ sẽ được luân phiên thường xuyên và việc tiếp xúc sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Phụ lục 6 Những nhân viên tiếp cận với 035 trong phạm vi 10m gần đây đã báo cáo là cảm thấy khó chịu, nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng thì thầm khó hiểu. Một số người khác đã bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, vật thể đã được giám sát, nhưng không có thay đổi gì trong hành vi của nó và không có âm thanh bất thường nào được ghi lại việc khôi phục ủy quyền của SCP-035 như là cung cấp vật chủ tạm thời nhằm khám phá ra những thay đổi mới trong hành vi của đối tượng đã được đề xuất, đã bị từ chối. Phụ lục số 7, các bức tường của bùa quản thúc 035 đã đột ngột tiết ra một loại chất màu đen. Kiểm tra chất này đã cho thấy nó là máu người. Chất này ăn mòn có độ pH là 4.5 và việc tiếp xúc lâu với những bức tường này đã chứng minh rằng nó gây hại đến tính toàn vẹn của cấu trúc bùa quản thúc. Đáng chú ý hơn, có vẻ nó tạo ra hoa văn trên các bức tường một vài đoạn dường như là các đoạn văn của những ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng ý tiếng latin tiếng hy lạp và một đoạn là tiếng phạn việc dịch đang được thực hiện các đoạn khác là sơ đồ mô tả nghi thức hiến tế và hành hình một số nhân viên đã bị sốc khi nhận thấy rằng tất cả những hình vẽ có sự tương đồng đến quái dị với những nhân viên khác cùng với những người thân của họ các nhà nghiên cứu khi ở trong buồng quản thúc kiểm tra các hoa văn đã phàn nàn là nghe thấy tiếng thì thầm lớn và tiếng cười cao độ, điên cuồng tại những thời điểm ngẫu nhiên. Nhân viên làm việc hàng ngày, gần và xung quanh SCP-035 đã bị tổn hại tinh thần cực độ với tỷ lệ nhân viên tự sát cao kỷ lục, bất kể họ đã tiếp xúc với 035 hay không. Thay đổi duy nhất trong hành vi bất động của 035 là độ ăn mòn của chiếc hộp đã tăng lên mức độ đủ cao để các mảnh kính liên tục bị phá vỡ, làm phát tán rộng rãi chất độc của khu 35. Điều này xảy ra khá thường xuyên tại những thời điểm được cho là không thích hợp nhất. Cho đến nay, hiện tượng này đã gây ra cái chết cho ba nhân viên. Phụ lục 8 Dựa vào các vụ án mạng hàng loạt của nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ dịch những đoạn ký hiệu thu thập được trong buồng quản thúc của SCP-035, tổ chức đã quyết định phủ lên phía bên trong và bên ngoài tường quản thúc bằng SCP-148, một loại hợp chất có tác dụng kiềm hãm khả năng ngoại cảm. Điều này là nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ SCP-035. Phụ lục chính Việc sử dụng SCP-148 đã đem lại hiệu quả, tỷ lệ tổn thương tinh thần và tự sát đã giảm. Tuy nhiên, vật liệu này dường như tạo ra tác động tiêu cực bên trong bụng quản thúc, gây ra một hiệu ứng nhà kính theo đúng nghĩa đen. Nhân viên bên trong bụng quản thúc đã nói rằng họ cảm thấy một cảm giác sợ hãi, giận dữ và trầm cảm nói chung cũng như nghe tiếng thì thầm liên tục khi vừa bước vào. Người vào sẽ bị mắc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, xuất huyết nặng ở các mạch máu xung quanh mắt và bên trong miệng và mũi, có thái độ thù địch nói chung với người khác, và những lời thì thầm tăng âm lượng đến mức gần như là điếc tai, đang xen là tiếng cười nhạo điên hồi. Tiếp xúc hơn 3 giờ sẽ chắc chắn gây ra hậu quả là các đối tượng bị rối loạn thần kinh trầm trọng. Máu trên chữ và hình đã tăng lên một cách không đồng đều, các bức tường trở nên lộn xộn, và những mảng ngôn ngữ bắt đầu chồng chéo lên nhau. Chất rỉ ra từ bức tường là rất khó làm sạch và thậm chí là ăn mòn nhiều hơn lúc ban đầu được ghi nhận, với độ pH là khoảng 2,4. Tính toán cho thấy, các bức tường sẽ chỉ cầm cự được trong 2 tháng trước khi chúng cần phải thay mới hoàn toàn. Việc quản thúc SCP-035 càng ngày càng khó khăn hơn và đề xuất cho 035 chiếm hữu một chủ thể lại được đề xuất. Đề xuất này tiếp tục bị từ chối. Phụ lục 10 Các bức tường trần và sàn bùn quản thúc không ba bây giờ đã hoàn toàn bị bảo hòa trong máu. Tất cả các nhân viên vào trong và bảo vệ khu vực này phải mặc bộ quần áo bảo vệ hazmat đầy đủ. Phụ lục 11 Mức độ, cường độ và tính liên tục của hiện tượng xảy ra trong buồn quản thúc không ba đã tăng lên mức đáng báo động. Cửa buồn được biết là đã bị khóa theo chủ đích riêng của vật thể trong khi nhân viên đang còn ở bên trong và đã không thể mở được trong một khoảng thời gian dài những nhân dạng hình thành từ những vũng máu lớn đã cố tóm lấy và gây tổn hại đến nhân viên gần chúng. Bóng ma mờ ảo bắt đầu xuất hiện trước nhân viên, thiết bị điện tử không còn hoạt động bên trong buồn và đèn không thể bật lên được. Mặc dù về mặt vật lý, không có lý do gì mà chúng không thể hoạt động, buộc những người ở trong phải sử dụng những nguồn sáng không dùng điện. Những biện pháp làm sạch căn phòng không còn tác dụng, và những bức tường bị hủy hoại với tốc độ rất cao buộc chúng phải được thay thế trong vòng một tuần là lâu nhất. SCP-035 có thể sẽ được chuyển đến một buồng quản thúc mới hoàn toàn, đến một trong những buồng cũ, nơi đã bị niêm phong và tách biệt so với phần còn lại của toàn bộ tổ chức SCP. Đây là kết thúc cho tài liệu SCP-035. SCP-4999 Ai đó dõi theo chúng ta Phân loại Keter Phân loại quy mô Eki Phân loại hiểm họa Notice Quy trình quản thúc đặc biệt Do sự bất hợp tác và tránh xuất hiện trước sự chứng kiến của hơn một người một lúc Cùng với việc bất kỳ ai nhìn tận mắt thấy đối tượng đều chắc chắn sẽ chết SCP-4999 có khả năng tự quản thúc hiệu quả Mọi báo cáo về việc 4999 xuất hiện được ghi lại trên camera an ninh, ảnh hay bất kỳ hình thức nào khác phải được điều tra. Mọi nhân chứng gián tiếp là dân thường sẽ được điều trị bằng thuốc lú. Mô tả, SCP-4999 là một thực thể dạng người có thành phần cấu tạo không rõ, có vẻ bề ngoài, mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Ngoại hình của thực thể có thể thay đổi, tuy duy nhất chỉ có chiếc áo cầm lê màu tối là điểm chung duy nhất giữa những lần xuất hiện. Do việc hiếm khi ghi lại được sự xuất hiện của đối tượng và do hoàn cảnh rất cụ thể mà chúng xảy ra, có rất ít thông tin về nguồn gốc và mục đích của đối tượng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng luôn không đổi trong suốt các lần mà hình ảnh được ghi lại. SCP-4999 chỉ xuất hiện trước sự chứng kiến của một con người đơn độc. Mọi đối tượng chứng kiến thực thể đều trong tình trạng sức khỏe nguy kịch hoặc bị thương nặng hoặc trong lúc hấp hối, SCP-4999 sẽ xuất hiện bên cạnh và trong tầm nhìn của họ không nhiều hơn 20 phút trước cái chết của họ. 4999 chỉ xuất hiện nếu đối tượng còn tỉnh táo và đang ở một mình. Nó sẽ không xuất hiện nếu đối tượng đang trong trạng thái hôn mê, ngủ, hoặc bất tỉnh, và cũng không xuất hiện nếu họ đang được chăm sóc trong nom hay trong tầm quan sát trực tiếp của bất kỳ người nào khác. Khi xuất hiện, thực thể sẽ ngồi xuống cạnh giường của họ nếu cạnh đó có chỗ ngồi. Nếu không, nó sẽ đứng yên, hoặc ngồi xuống đất, hoặc sàn nhà, hoặc theo bất kỳ cách nào mà nó có thể tiếp xúc trực tiếp với đối tượng mà không gây ra xáo trộn. Một khi đã vào tư thế, thực thể sẽ lấy ra một bao thuốc lá từ túi áo trái của mình và mời họ một điếu. Nếu họ nhận lời, 4999 sẽ đặt điếu thuốc vào giữa môi của họ, lấy một điếu cho mình và chăm lửa đốt cả hai điếu thuốc. Nếu họ từ chối, 4999 sẽ chăm thuốc và tự hút điếu thuốc. Thực thể sẽ thường nắm tay họ, đặt tay của nó lên tay họ, hoặc đặt tay lên vai họ. Nó sau đó sẽ tiếp tục ở đó với đối tượng, im lặng và không di chuyển, cho đến khi họ qua đời. Không có ghi chép cho thấy đối tượng sẽ thực hiện bất kỳ hành động hay hành vi nào khác và sẽ ngay lập tức biến mất sau cái chết của họ. Vì vậy, điếu thuốc của đối tượng là bằng chứng duy nhất khẳng định cho sự xuất hiện và tồn tại của SCP-4999. Cho đến nay, chưa có bất kỳ ai có hành vi phản ứng hay chống lại thực thể hay cố gắng nói chuyện với nó, dù cho nhiều người thường thay đổi tư thế để phản ứng, cố gắng tiếp xúc với đối tượng, bật khóc khi thấy sự xuất hiện của thực thể hay cảm ơn thực thể khi nó mời họ một điếu thuốc. Những cá nhân bị ảnh hưởng bởi SCP-4999 có chung một số đặc điểm nghiên cứu về các cá nhân ghi nhận được đã chỉ ra rằng 4999 sẽ có khả năng xuất hiện cao hơn nếu cá nhân đó có một hoặc nhiều đặc điểm như sau. Sống một mình, phi tôn giáo, sống nghèo khổ hoặc vô gia cư, có tiền sử về sức khỏe tâm thần, là cụ chiến binh, không có tiền án, tiền sự hoặc chưa từng bị kết án về hành vi tội phạm bạo lực, không có thành viên nào trong gia đình còn sống, chưa kết hôn hoặc thiếu vắng nửa còn lại của cuộc đời, có ích hoặc không có tiếng nói trong cộng đồng mà họ đang sinh sống, không có thành tựu nào đáng kể về mặt chuyên môn và cá nhân, có ít hoặc không có mối quan hệ đồng cảm, cùng có lợi nào, hoặc nếu cá nhân đó có nhiều đặc điểm về quá khứ cho thấy đây là một cá nhân tầm thường, vô danh, bị bỏ rơi, hay nói cách khác là những cá nhân tầm thường không đáng kể theo tiêu chuẩn của xã hội, cộng đồng nơi cá nhân này đang sống. Không có bất kỳ thử nghiệm nào liên quan tới SCP-4999 được cho phép thực hiện. Do các thông tin hiện tại cho thấy điều kiện xuất hiện của thực thể này rất hạn chế khả năng thử nghiệm, cùng với các mối lo ngại về tiêu chuẩn đạo đức của các thử nghiệm này. Phát hiện ban đầu, SCP-4999 được khám phá ra do sự nổi lên của một truyền thuyết đô thị, cùng với sự xuất hiện của thực thể trên các đoạn băng ghi hình trên camera an ninh của các bệnh viện trên toàn cầu, cùng với việc thực thể được đưa tin trên internet và nhiều chương trình truyền hình, một chiến dịch bóp méo thông tin đã được thực hiện để che giấu sự tồn tại của nó. Vài năm sau khi SCP-499 được ghi nhận, các nghiên cứu sâu hơn và việc tham khảo các ghi chép về các hiện tượng tương tự cho thấy rằng khi mà những bằng chứng xác thực về sự xuất hiện của SCP-499 ngày càng trở nên phổ biến do sự phát triển của công nghệ chụp ảnh và ghi hình trong kỷ nguyên hiện đại, thì những ghi chép văn học và nghệ thuật miêu tả về một đối tượng có nhiều đặc điểm và hành vi ngoại hình tương đồng với SCP-4999 đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người, các nền văn hóa và các thần thoại. Cùng với đó là các ghi chép về những cuộc gặp gỡ với thực thể này cách đây cả hàng ngàn năm. Trong đó còn có một vài ghi chép có niên đại trước sự xuất hiện của nền văn minh loài người. Hiện tại vẫn chưa thể biết rõ cách mà các nền văn hóa cổ xưa lại có khả năng phát hiện và ghi chép lại sự xuất hiện của thực thể. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đây là kết thúc cho tài liệu SCP-4999. SCP-2399 tàn tích của kẻ hủy diệt. Phân loại Keter, phân loại quy mô Abeda, phân loại hiểm họa Danger, quy trình quản thúc đặc biệt. Hiện nay, do vị trí và bản chất của SCP-2399, các biện pháp quản thúc vật lý là hoàn toàn bất khả thi. Các đặc vụ của tổ chức được cài cắm trong các đại thiên văn sẽ thu hồi tất cả cảnh quay hoặc hình ảnh của SCP-2399. Các thông tin sai lệch sẽ được phát tán nhằm ngăn chặn bất kỳ kiến thức nào liên quan đến 2399 được phổ biến trong cộng đồng Thiên Văn. Các vệ tinh của tổ chức trên quỹ đạo xung quanh sao Mộc phải liên tục duy trì cảnh giác với các nỗ lực tự sửa chữa của SCP 2399 và dùng mọi cách để cản trở quá trình đó trước khi nó hoàn thiện được 75%. Ngoài ra, một vành đai các vệ tinh gây nhiễu điện tử tầm xa, hay còn gọi là hàng rào Barrier, đã được đặt trên quỹ đạo tầm cao của sông Mộc. Bất kỳ tín hiệu truyền dẫn nào bị chặn lại bởi hàng rào này đều cần phải được giải mã và ghi lại ngay lập tức. Trong trường hợp SCP-2399 đã hoàn thiện quá 75% hoặc tín hiệu vượt qua vành đai gây nhiễu, nhân sự tổ chức sẽ triển khai giao thức Legionnaire 5 trước khi nó kịp sửa chữa hoàn chỉnh vào thời điểm đó. Mô tả, SCP-2399 là một tổ hợp cấu trúc cơ học khổng lồ Hiện đang nằm ở vùng quỹ đạo thấp của Sao Mộc. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1963, SCP-2399 đã được quan sát sử dụng vũ khí phản vật chất tiên tiến để gây đứt gãy không gian và tàn phá bầu khí quyển, gây ra một vùng xoáy lớn màu đỏ, thường được gọi là Đốm đỏ lớn của Sao Mộc. SCP-2399 dường như đã bị hư hại, có thể là do đã va chạm với mặt trăng Io trước khi di chuyển đến vị trí hiện tại của nó. 2399 đã phóng ra vô số máy bay không người lái hình bát giác để sửa chữa những thiệt hại mà vụ va chạm ra gây ra. Một số sẽ ở gần hơn với SCP-2399, trong khi những máy bay khác sẽ tuần tra các mặt trăng gần đó, hoặc đi sâu hơn vào bầu khí quyển của sao mộc để tìm kiếm các bộ phận bị mất tích. Các giả dạ lập máy tính ước tính rằng 2399 đã tự sửa chữa được khoảng 59%, với mức tăng trung bình là 0,78% một năm. Tỷ lệ này đã tăng từ mức 0,12% của năm 1970. Bất chấp tình trạng hư hại của nó, 2399 được cho là sở hữu một nguồn cung cấp năng lượng vô hạn, lá chắn điện từ tiên tiến, vũ khí phân rã vật chất, khả năng tự sửa chữa thiệt hại và một hệ thống theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác. Xem thêm ở phụ lục 2399-2B. Do sự chênh lệch quá lớn về công nghệ giữa người tạo ra 2399 và chính chúng ta, thì để nói cho đơn giản, nó không thể bị phá hủy bởi con người. Dù trên lý thuyết, nó có thể bị tấn công bởi một xung điện từ đủ mạnh. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa tồn tại. Kể từ năm 1971, SCP-2399 không ngừng tiếp nhận những tín hiệu liên lạc điện tử bắt nguồn từ chồng sao tam giác, cách trái đất khoảng 3 triệu năm ánh sáng. Hiện vẫn chưa rõ cách mà SCP-2399 đến được hệ mặt trời và phương thức liên lạc của nó. Từ năm 1971 đến năm 1985, 2399 liên tục nhận được một thông điệp mã hóa duy nhất. Sau khi dịch được mã, các nghiên cứu viên của tổ chức cho rằng đó là lệnh sửa chữa những thiệt hại mà nó gặp phải khi xâm nhập vào hệ mặt trời của chúng ta. Sau thời điểm đó, hàng rào barrier của tổ chức đã được thiết lập để chặn các tín hiệu mới. Sự kiện này trùng khớp với khoảng thời gian dài im lặng của nguồn phát tín hiệu mãi cho đến năm 1996 khi một tín hiệu mới được truyền đến. Hàng rào barrier đã chặn nó trước khi SCP-2399 kịp tiếp nhận. Tài liệu phát hiện SCP-2399 2399 ban đầu được phát hiện, mặc dù chỉ là vô tình, bởi Giovanni Cassini vào năm 1665. Tài liệu sau được lấy trực tiếp từ cuốn hồi ký của Cassini về sự kiện này. Tài liệu đã được dịch từ tiếng Ý. 8 tháng 10, 1665 Tôi đã quan sát một điều phi thường trên bầu trời. Đêm qua, Tôi thấy thứ giống như một ngôi sao chổi với cái đuôi phát sáng tuyệt vời tiếp cận hệ mặt trời của chúng ta từ phía xa. Tôi chưa bao giờ thấy một vật thể chuyển động nhanh như vậy. Nó đã vượt qua các hành tinh vòng ngoài trong chưa đầy 2 giờ. Khi tôi quan sát bằng chính đôi mắt của mình, tôi thấy nó chậm lại khi đến gần sao mộc, sau đó rẽ ngặt và biến mất vào hành tinh này, tạo ra nhiều vụ nổ ánh sáng. Tôi tiếp tục quan sát nó cho đến mãi bình minh, nhưng tôi không thấy thêm bất kỳ biến động nào trên bầu trời đêm. Tôi phải ghi lại hiện tượng kỳ thú này và mời thêm các đồng nghiệp khi nó tái xuất. 15 tháng 10, 1665 Một tuần sau trận mưa lửa trên sông Mộc, tôi đã đưa Peter đến đài quan sát của mình. Ông ấy cũng mang theo chiếc kính thiên văn và chúng tôi cùng nhau phóng tầm nhìn của mình vào gã khổng lồ của hệ mặt trời. Một sự biến đổi đầy ấn tượng đã xảy ra. Nơi từng là thế giới xa xôi chỉ có các dải màu đơn sắc Giờ đây đã có thêm một đốm đỏ lớn ở nơi ngôi sao tiến vào trên bề mặt sao mộc. Chúng tôi không thể tin được một điều kỳ vĩ như vậy lại có thể xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục ghi chép về điều này. 18 tháng 10, 1665 Tối nay khi nhìn qua kính thiên văn, tôi xin thề rằng tôi đã thấy những thứ trông giống như những vụ nổ và những ánh sao túa ra từ đốm đỏ trên sao mộc. Tôi sợ tâm trí của mình đang dở trò đồi bại với mắt của tôi vì chưa từng có ghi chép nào về sự phun trào vật chất dữ dội như vậy của một thiên thể cứ từ buổi bình minh của thiên văn học. Tôi sẽ hỏi ý kiến của Peter vào ngày mai. Hy vọng ông ấy sẽ cho tôi một số lời khuyên về vấn đề này. 19 tháng 10, 1665. Peter cũng thấy nó. Khi tôi mang mối bận tâm của mình đến chỗ ông ấy, ông ấy ngay lập tức hỏi tôi những câu tương tự. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi kết luận rằng Hiện tượng kỳ lạ đó được gây ra bởi sao chổi mà chúng tôi nhìn thấy vào đêm đầu tiên, chứ không phải là sản phẩm trong trí tưởng tượng của chúng tôi. Tôi đang tự hỏi còn điều gì sẽ xảy ra với người hàng xóm trên trời của chúng ta nữa. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Phụ lục 2399 Hai b Vào ngày, đơn vị Barrier số 53 đã phát hiện một trong những máy bay không người lái của 2399 đang ở gần một mảnh vỡ, thứ được nhanh chóng xác định là một phần của hệ thống liên lạc bị hư hại do bản chất của mảnh vỡ này cùng với những viễn cảnh có thể xảy ra nếu 2399 khôi phục được nó đơn vị barrier số 45 được lệnh bắn vào máy bay không người lái bằng pháo điện tử pháo đã được khai hỏa tuy nhiên chiếc máy bay dường như không bị hư hại đoạn phim do đơn vị barrier số 53 quay được cho thấy đầu đạn phóng về phía máy bay đã bị phá hủy khi chỉ còn cách mục tiêu 5 km bởi SCP-2399. Bộ chỉ huy mất liên lạc với đơn vị Barrio số 45 khoảng 15 giây sau khi bắn. Video cho thấy 2399 đã kết quả là đứt gãy về không gian đã phá hủy đơn vị Barrio số 45 cùng với đơn vị Barrio 44, 51 và 55. Kể từ lúc này, không có đơn vị Barrio nào được phép tấn công SCP 2399 hoặc máy bay không người lái của nó. Phụ lục 2399, 2C, Dự án GIGAS sau sự kiện 2399 hai b các nguồn lực đặc biệt đã được huy động nhằm tiêu diệt hoặc chí ít là vô hiệu hóa được SCP-2399 sử dụng tài nguyên của tổ chức. Cùng với sự hợp tác của 45 quốc gia, các tên lửa mang đầu đại hạt nhân và đầu đạn mang ngồi nổ EMP đã được phóng và đặt trên quỹ đạo xung quanh châu Âu. Vào ngày, theo lệnh của 15 nguyên thủ quốc gia và các U-5, toàn bộ đầu đạn của dự án Gaigus đã được phóng về phía SCP-2399. Các phương án loại bỏ SCP-2399 khác hiện đang được tiến hành. Phụ lục 2399 L5. Chà, về SCP-2399. Bạn đã bao giờ ngồi xuống và tự hỏi, có thể sau khi bạn nghe về một vụ tai nạn ô tô trên con phố mà bạn vừa đi qua, hoặc là một vụ đánh bom ở thành phố mà bạn đang đến thăm, bạn có tự hỏi là bạn may mắn đến mức nào khi còn sống không? Có bao nhiêu thứ phải đi đúng hướng để bạn tiếp tục sống? quá muộn một giây, quá sớm một vài giây và ai đó cúi xuống lấy thứ gì đó mà họ vừa đánh rơi và một chiếc xe buýt chở đầy người nào đó lao đến. Đôi khi, điều này sẽ xảy ra như chúng ta đã thấy, quá đổi thường xuyên. Nhưng đó là những gì mà chúng ta ở đây đang làm để bảo vệ những người không thể bảo vệ mình khỏi những thứ mà họ thậm chí chẳng hề biết có tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta không thể làm tất cả. Liệu còn có bao nhiêu thứ nữa mà chúng ta có thể quản thúc bao nhiêu thứ nữa chưa được phát hiện có thể tiêu diệt tất cả chúng ta. Vẫn còn quá nhiều thứ mà chúng ta không thể nào giải quyết. Cho dù chúng quá lớn, quá nhanh hay là quá mạnh, bất kỳ thứ nào trong số những thứ này đều có thể xóa sổ nhân loại trong nháy mắt. Chúng ta đang rất may mắn vì chúng hiện vẫn chưa làm được gì. Tuy nhiên, SCP-2399 lại khác. Chúng ta có quá ít thông tin về động cơ, nguồn gốc và khả năng đầy đủ của 2399 Chúng ta không biết làm thế nào nó có thể giao tiếp được trong khoảng cách lớn đến như vậy, hay là tại sao người xây dựng nó, nếu họ thật sự đã xây dựng nó, lại cố gửi nó đến chỗ của chúng ta. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nếu SCP-2399 tự sửa chữa được hoàn toàn, hoặc nếu một phần nào đó trong hàng rào bị hỏng và để một tín hiệu bị lọt qua. Chúng ta không biết. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Theo những gì mà chúng ta đã biết, nếu SCP-2399 đến được trái đất, nó cũng đồng nghĩa với sự diệt vong của toàn bộ sự sống trên hành tinh. Nhưng đôi khi, nhân loại sẽ được giúp đỡ đôi chút. Đôi khi một thứ gì đó sẽ cản đường ngày tận thế đối với chúng ta và đối với SCP-2399. Thứ đó chính là Sao Mộc. Khi nó bắt đầu giảm tốc để tiếp cận trái đất, một vệ tinh đã thấy nó va vào mặt trăng Io, bị hư hại và không thể thoát khỏi lực hút của Sao Mộc vũ khí của nó được kích hoạt đúng như dự kiến. Nhưng chính sao mộc mới trải qua ngày tận thế, chứ không phải là chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có khả năng SCP-2399 sẽ hoạt động trở lại, thoát khỏi sao mộc và tiến đến mục tiêu của nó, tức là trái đất. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục ném bom, EMP hoặc bất kỳ thứ gì chúng ta có vào nó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ hiệu quả. Ngược lại, bản thân tôi nghĩ là nó sẽ thực sự không bao giờ hiệu quả. Nếu điều đó xảy ra ngay bây giờ, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sao Mộc đã cho chúng ta thời gian, nhưng SCP-2399 vẫn sẽ ở đó, tự sửa chữa bản thân, ít nhất là cho đến khi chúng ta nghĩ ra một cách đủ tốt để ngăn chặn nó. Dù muốn hay không, chúng ta đang trong một cuộc chạy đua vũ trang với thứ này. Gia đình tốt nhất mà chúng ta có là khoảng 25 năm cho đến khi hàng rào xuống cấp và bị thủng. Cho đến lúc đó, chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội được đặt ra trước mắt. Chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian quý giá này, và không để cho nó bị lãng phí. Vì vậy, chúng tôi đang nghĩ ra giao thức Legionnaire, một EMP khổng lồ, được cung cấp năng lượng bởi thứ có chúa mới biết là gì. Kế đến là số lượng bom hạt nhân đủ lớn để quét sạch cả nền văn minh hàng ngàn lần. Một kế hoạch cùi mía, đơn giản và có thể là hoàn toàn vô ích. Các nhà nghiên cứu của chúng ta, cũng như trên khắp thế giới, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để phát ra loại súng đó chứ đừng nói đến cách cấp năng lượng cho nó. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta có thể hoàn thành Legionnaire đúng hạn, hoặc liệu nó có thực sự hoạt động theo đúng kế hoạch hay không. Nhưng chúng ta phải cố gắng. Chúng ta phải làm gì đó. Dù cho chúng ta có phải rút cả ngân sách và khai thác hết toàn bộ tài nguyên trên hành tinh đi chăng nữa, chúng ta cũng phải cố gắng. Chẳng mấy khi chúng ta có cơ hội nhìn chiếc xe buýt sẽ kết thúc cuộc đời mình đổi hướng. Sau một vô tình đã cho chúng ta cơ hội đó, Chúng ta phải nắm lấy nó. Đây là kết thúc cho tài liệu SCP-2399.